Unit 30. First, peel the prawns. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình học tiếng Anh giao tiếp, một chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, chủ yếu là các kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Trong bài học ngày hôm nay, thay vì bắt đầu bằng việc theo dõi lại trích đoạn phim của bài học trước, chúng tôi sẽ mời các bạn theo dõi lại phim bài số 25 khi An đến khu chợ để mua đồ ăn về nấu một bữa ăn kiểu Trung Quốc ở nhà Sarah, a Chinese meal. Các bạn có nhớ là An đã mua những gì không? Xin mời các bạn theo dõi lại phim, đồng thời ôn lại cách sử dụng các từ, nhóm từ thường đi với các danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cách sử dụng some và any. Chúng ta bắt đầu. Who's next, please? Can I have some prawns, please? Fresh prawns in the cooler. Frozen, please. How much do you need? About 500 grand, please. That'll be $10, thank you. Thank you. Thank you. Can I help you? How many these leaves? How many left? Three. Something else? Some ginger? Right there, no? Oh, right. Just this piece, please. Okay. Do you have any bean sprouts? Yes, we do. How much would you like? About 100 grams. Can that be all? Yes, thanks. That'll be $4, thanks. You're right. Thank you. Chắc các bạn còn nhớ là hiện An đang ở trong bếp của nhà Sarah và đã sẵn sàng nấu bữa ăn tối. Oh yum, prawns, I love prawns. How about this one? No, that's too big. I don't need one as big as that. This one? That's perfect. Okay, I'm ready. Chúng ta cùng theo dõi An trổ tài nấu bữa ăn tối. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng các từ và nhóm từ chỉ trình tự là một việc gì đó. Cụ thể trong bài hôm nay là trình tự nấu món mì với tôm kiểu Singapore. Singapore noodles with prawns. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu bị động, the passive. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi phim, đồng thời xác định xem trong các câu sau đây, câu nào thể hiện tốt nhất nội dung chính của đoạn phim. 1. An tells Sarah how to cook the dish. 2. Sarah likes the dish. 3. An is good at cooking the dish. 4. Sarah's family is hungry. Từ dish trong các câu ở trên có nghĩa là món ăn mà An đang nấu. Xin mời các bạn theo dõi phim. What are we having? Singapore noodles with prawns. Oh. It's a very famous dish. You can buy it at street stalls everywhere. I hope you like it. I'm sure we will. So, what do we do first? First we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. Mm-hmm. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yeah. Sort of. Now what? Next, we add the spices and some ginger. Okay. And the leeks.
Okay, and now? Now the meat is soft, we put in some bean sprouts. And then the crumbs. And the noodles. All of them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Didn't think I'd be able to find this here. Well, Margaret's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Chảo mì mà An nấu trông rất hấp dẫn phải không các bạn? Hy vọng mọi người trong gia đình Sarah sẽ thích món ăn này. Quay trở lại bài luận lúc trước, các bạn có xác định được câu nào thể hiện ý chính của đoạn phim ngày hôm nay không? Chúng ta cùng phân tích. 1. An tells Sarah how to cook the dish. 2. Sarah likes the dish. 3. Anne is good at cooking the dish. 4. Sarah's family is hungry. Các bạn thấy là tất cả các câu trên thể hiện nội dung quan trọng của phim, trừ câu số 4 có vẻ là một chi tiết bổ sung. Còn các câu 1, 2 và câu 3 đều có vẻ thể hiện tốt nội dung chính của phim. Đúng là vừa nấu món mì xào với tôm kiểu Singapore, Anne vừa hướng dẫn Sarah nấu như thế nào. Câu 1. Và chắc chắn là Sarah thích món ăn đó rồi. Câu 2. Theo dõi các động tác của An, chúng ta cũng có thể nói là An rất thành thạo trong việc nấu món này. Vậy câu nào trong số các câu 1, 2, 3 thể hiện tốt nhất nội dung chính của phim? Mời các bạn theo dõi lại một lần nữa. What are we having? Singapore noodles with prawns. Oh, it's a very famous dish. You can buy it at street stalls everywhere. I hope you like it. I'm sure we will. So, what do we do first? First, we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. Mm-hmm. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yes. Sort of. Now what? Next we add the spices and some ginger. Okay. And the leeks. Mm-hmm. Okay, and now? Now the leeks are soft, we put in some bean sprouts. And then the crumbs. And the noodles. All of them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Didn't think I'd be able to find this here. Well, Margaret's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Căn cứ vào những diễn biến trong phim, theo tôi thì câu số 1 thể hiện tốt nhất nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại phim một lần nữa và luyện nghe lấy thông tin chi tiết, điền vào chỗ trống với các động từ thể hiện là phải làm gì với số tôm và tỏi tây mà An đã mua về. Singapore noodles with prawns. It's a very famous dish. You can buy it at street stalls everywhere. I hope you like it. I'm sure we will. So, what do we do first? First, we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. Mm-hmm. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Vậy là trước khi cho vào chảo để xào, thì phải bóc những con tôm đó đã. Peel the prawns. Động từ peel cũng có nghĩa là gọt vỏ. Ví dụ, gọt vỏ củ khoai tây. Peel
the potatoes. Thế còn với tỏi tây thì sao? An đã dùng động từ gì? Mời các bạn theo dõi lại. Now what? Now we fry the prawns. The oil must be very hot. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. An đã dùng động từ chop. Từ này có nghĩa là thái nhỏ hoặc băm nhỏ. Và An đã hướng dẫn Sarah là phải thái thật nhỏ. Chop them very fine. Chúng ta tiếp tục lượt nghe lấy thông tin chi tiết. Các bạn có nhớ thứ tự An đã cho món gì vào chảo trước, món gì sau không? Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào trước các nhóm từ sau bằng các từ và nhóm từ chỉ thứ tự như first, next, then, lastly, vân vân. Trước hết xin mời các bạn theo dõi những việc cần làm để nấu món mì này. Add the spices and some ginger and the leeks. Add special sauce. Fry the prawns. Chop the leeks. Peel the prawns. Put in some bean sprouts, prawns, noodles. Xin mời các bạn theo dõi phim. What do we do first? First we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yes. Sort of. Now what? Let's add the spices and some ginger. Okay. And the leeks. Okay, and now? Now the leeks are soft, we put in some bean sprouts. And then the prawns. And the noodles. All them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Didn't think I'd better find this here. Your market's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Chắc các bạn đã điền được hết các từ chỉ thứ tự vào trước các câu ở trên đúng không? Chúng ta cùng theo dõi lại phim và kiểm tra đáp án. So, what do we do first? First we have to peel the prawns. Okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yes, sort of. Now what? Let's add the spices and some ginger. Okay. And the leeks. Okay, and now? Now the leeks are soft, we put in some bean sprouts. And then the prawns, and the noodles. All them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Didn't think I'd better find this here. Your market's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Chúng ta cùng luyện nói. Sau đây chúng tôi cho chiếu lại các công việc ở trên. Các bạn hãy đặt câu nói việc gì cần làm trước, việc gì cần làm sau. Hãy nói câu nói của mình trước, sử dụng các từ chỉ thứ tự
và các từ gợi ý của chương trình. First we have to peel the prawns. First we have to peel the prawns. Now we fry the prawns. Now we fry the prawns. You can chop the legs. You can chop the legs. Next we have the spices and some ginger. Mm-hmm. And the leeks. Mm-hmm. Next we have the spices and some ginger. Mm-hmm. And the leeks. Mm-hmm. We put in some bean sprouts. Mm-hmm. And then the crumbs. And then the noodles. We put in some bean sprouts. Mm-hmm. And then the crumbs. And then the noodles. And after we add some of this special sauce. Mm-hmm. And after we add some of this special sauce. Mm-hmm. Liệu các bạn có muốn thử nấu món ăn này không? Những thứ cần dùng để nấu món ăn này chắc cũng có sẵn ở Việt Nam đúng không? Có thể là trừ món nước sốt đặc biệt special sauce mà An đã cho vào chảo mì cuối cùng. Chúng ta cùng theo dõi lại đoạn này. All them together. Is that all? Almost. And after we add some of the special sauce. Mm-hmm. Do you think I'd better find this here? Your market's very good. That's it. You're almost ready. I hope your family's hungry. Mm. Bản thân An cũng không ngờ là có thể tìm thấy loại nước sốt đặc biệt này ở bên Australia. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại phim và nhắc lại theo An trình tự làm các việc và các câu hỏi của Sarah. First we have to peel the prawns. Now what? Now we fry the prawns. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Next we have the spices and some ginger. Mm-hmm. And the leeks. Mm-hmm. Now the leeks are soft, we put in some bean sprouts. Mm-hmm. And then the crumbs. And the noodles. And after we add some of this special sauce. Mm-hmm. Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc câu bị động của tiếng Anh, the passive. Xin mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích. Instead of saying we add some special sauce, we say some special sauce is added. This is called the passive voice. We use the passive voice when who or what causes the action is not important. Compare the active phrase, we add some of this special sauce, to the passive, some special sauce is added. Câu bị động cũng bắt đầu bằng một chủ ngữ, a subject. Khi chúng ta cần chuyển đổi một câu chủ động sang câu bị động, thì tân ngữ của câu chủ động biến thành chủ ngữ của câu bị động. Tiếp sau chủ ngữ là động từ to be được chia ở các thời khác nhau như hiện tại, quá khứ, tương lai và hoàn thành. Cuối cùng là một quá khứ phân từ. Xin mời các bạn theo dõi một ví dụ khác. Next, we add the spices. That's active. It says what we do. Add the spices. The passive is, next, the spices are added. That just says what happens to the spices. They are added. Chúng ta cùng luyện. Các bạn hãy chuyển đổi các câu sau sang câu bị động theo hướng dẫn của Branton. This is the active. We show films in a cinema. What's the passive? Films. Films are shown in a cinema. This is the active. How do you pronounce this word? What's the passive?
How is this word pronounced? Các bạn hãy đọc thêm trong các sách ngữ pháp về cách sử dụng của câu bị động của tiếng Anh. Bây giờ chúng ta tiếp tục luyện cách chuyển các câu chủ động sang câu bị động cùng với Michelle và Brandon. Trong phần tiếp theo của chương trình, Michelle ra lệnh cho Brandon làm một số việc. Các bạn hãy chuyển các câu mệnh lệnh của Michelle sang câu bị động. Chúng ta bắt đầu. And you have to listen closely. I want you to follow my instructions and tell me what has happened in the passive. Okay. First, open this box. The box is opened. Next, take out the camera. The camera is taken out. Turn the camera on. The camera is turned on. Point the camera at me. The camera is pointed at Michelle. Take my picture. Michelle's picture is taken. Các bạn thân mến, có một cấu trúc câu khác thường dùng thay thế cho câu mệnh lệnh cuối cùng của Michelle là take a picture of me. Có một sự khác nhau nho nhỏ giữa my picture và a picture of me. Xin mời các bạn theo dõi. Khi dùng my picture thì tôi muốn nói đây là bức ảnh thuộc quyền sở hữu của tôi. Còn người trong ảnh có thể là người khác. Còn với a picture of me thì người trong ảnh chính là tôi. Còn bức ảnh có thể là của tôi hoặc có thể thuộc quyền sở hữu của người khác. Quay trở lại với phần luyện ở trên. Sau đây xin mời các bạn luyện các câu nói bị động theo hướng dẫn của Michelle và Brandon. Now we'll replay what Brandon did. And I want you to tell me what happened in the passive voice. Here's what I mean. The box is opened. You try. The camera is taken out. The camera is turned on. The camera at Michelle. The camera is pointed at Michelle. Michelle's picture is taken. Các bạn thân mến, trong phần luyện tiếp theo, xin mời các bạn theo dõi Michelle đọc hướng dẫn cho Brandon pha một thứ đồ uống gì đó. Xin mời các bạn theo dõi phim và chuyển các câu nói của Brandon sang cấu trúc câu bị động. Trong một số câu ở cuối cùng, các bạn hãy hoàn thiện các câu chủ động trước, sau đó chuyển chúng sang câu bị động. Chúng ta bắt đầu. I want you to follow my instructions and tell the audience what you are doing using the active voice. Now you need a shaker, a kettle of hot water, ice cream, cold milk, instant coffee, sugar. Okay, let's start. First, one teaspoon of coffee is put in the shaker. I put a teaspoon of coffee in the shaker. One teaspoon of sugar is then added. I add a teaspoon of sugar. Next, enough hot water to dissolve the sugar and coffee is added. I add enough hot water to dissolve the sugar and coffee. A scoop of ice cream is then added. You say it this time. I
I add a scoop of ice cream. The lid is put on and the contents shaken. Try again. I put the lid on and I put the lid on and shake the contents. Then the lid is taken off and the shaker is filled with milk. I take the lid off and fill the shaker with milk. Finally, the lid is put back on and the contents shaken vigorously. Finally, I put the lid back on and finally, I put the lid back on and shake the contents. Is that all? Yes, except for drinking it. Rất mong các bạn dành nhiều thời gian luyện cách nói câu bị động như chúng ta đã luyện trong bài ngày hôm nay. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách sử dụng các từ, nhóm từ, chỉ, trình tự là một việc gì đó và cách sử dụng câu bị động trong tiếng Anh. What are we having? Singapore noodles with prawns. Oh. It's a very famous dish. You can buy it at street stalls everywhere. I hope you like it. I'm sure we will. So, what do we do first? First, we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. Mm-hmm. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yeah, sort of. Now what? Next we add the spices and some ginger and the leeks. Okay, and now the leeks are soft, we put in some bean sprouts and then the prawns and the noodles. All them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Didn't think I'd be able to find this here. The market's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Until then, goodbye.